chưa kịp hỏi gì á, tắt máy rồi. Để mình hay là sao? Nay mình làm video clip đi du lịch vườn trái cây Long Khánh nha các bạn. Trắng bơm. Quên, trắng bơm của Đồng Nai. Trời ơi. Nãy đưa. Đó, nãy người ta đưa rồi không ấy. Ông thiếu vô không vậy? Đi với cô người mẫu của Đồng Nai. Để tao đi đái nha. Không cần dịnh đâu, để lên đi, tự nhiên đi. Ừ, không được, tôi nặng lắm rồi. Thằng nó yếu ở đây, chèo cho nhẹ nè. Cầm đi, cầm quay đi nè. Thằng gì? Nè, nè, nè. Ông Kỳ lên đi. Không, ông phải xịt cái thang lên tí xíu để nó có độ bám vô cái giữa giữa thang á. Nắng lắm. Ơi, dịnh đi ghê lắm. Rồi, đi lên dịnh. Ám sát mà nó vậy. Rồi. Cái thang này nó yếu. Được không? Thôi, đi xuống. Bị béo phì không làm ăn được. Ê, ông Tô, ông vịnh thang cho ông Kỳ đi. Thôi, vịnh đi. Tô, ông vịnh thang cho ông Kỳ đi. Quang đại nha. Quay đâu, quay đi. Nhiều lắm anh Kỳ, thấy cây này hết, nó chèo liền ra tắm suối nó vừa rồi. Kêu Vũ làm gì à? Nó ra nữa à? Chứ làm gì? Đang làm cái gì trên trên đó mà. Hái lên bán rồi. Ông bán thì ông tự hái đi. Sao chị? Tự hái đi xong đem đi bán. Em nhỏ chị mà chị xin năm nhiêu? Em xin năm nhiêu? Nhỏ mà, chị xin năm 93. 93 nhỏ hơn chị. Nhỏ chị nhiêu tuổi? Nhìn chị thì tiên lắm. Chị nhiêu tuổi gì nói đi. Chị này chắc cỡ 88. Má tao già vậy hả trời? Chị này chắc cỡ 90 rồi. Thầy bé 91. Định nói 91 luôn á. Định nói sai 88 mình định nói 91 luôn á. Trời quá. Tại nhìn người cao cao ở dưới mặt trẻ mà. Chị hơn 2 tuổi chứ nhiều không em, 2 tuổi nhiều. Nhưng mà chị Tài là chơi mấy đứa 93 không à? 93 nè. Bạn trai cụ cũng 93 đó. Em có 2000 rồi, tin rồi. Đúng không? Em mới qua 9 tuổi. Ê, tôi tắt nha Kỳ ơi. Cái gọi tay quá à. Rồi, nó ngọt á. Chú hái đi, con quay, chú còn đăng lên TV á. À, con có đài lên mạng đó không? Dạ. Lên YouTube. Ờ, YouTube luôn không? Dạ. Không có gì đựng nè, nãy có. Được, ông lấy cái Sài Gòn bán đi. Cái Sài Gòn bán là đừng có yếu luôn á, trong nhà anh là đừng có chê nữa, đừng có chê nữa. Dạ, con quay con đăng lên mà. Giờ ông chú đang hái chôm chôm nha các bạn. Chôm chôm này là ở Đồng Nai, ngọt lắm, chôm bao ngọt luôn.
này mà ai mà có mụn ăn chừng khoảng cỡ 1 ký là hết liền à. Đây là cô chủ vườn, rất là xinh đẹp luôn, dễ thương luôn. Thường thường chôm chôm cuối mùa nó ngon hơn phải không chú? Cái này là đó, cái này do vườn nó làm muộn. Dạ. Muốn muốn sớm sớm muốn muộn muộn nó hết rồi. Dạ. Đây có một ông chú nữa hái cây bên này. Cái này không cần leo lên cây các bạn, chỉ cần một cây thang là đủ rồi. Chôm chôm này rất là ngọt nha các bạn. Chôm chôm chóc giống như chôm chôm thái nè. Quá ngon luôn. Nó ăn ở ngoài là cái chân con gọi là loại loại da đó. Dạ. Chân này ăn cái trái rồi nó mới chất lượng. Cái này ăn là rồi khi à, cầm cái chân giùm em cái chân kia rồi khi nó nhẹ ồ gom hết bọc không đó sao được cũng đặt sạch sẽ để ăn canh này dạ là cái sạch sẽ nó dòm nó được thử con ăn chôm chôm phải ăn mấy trái xanh nè. Đúng rồi. Kỳ á. Đúng rồi đấy. Con ăn trái xanh không ạ? Gọi, gọi là biết ăn đấy. Biết ăn là ăn trái là xanh á. Có xanh quá thì vỏ nó hơi đắng, hơi hơi ấy. Mà khoái ăn trái xanh. Ừ. Xanh nó ngon. Đây chôm chôm. Dạ đựng đâu không? Coi, coi như mấy là bọc này đựng đây có 2-5 kg. Đây 5 kg. Chú ý cho chú. Chỗ này bán mà đúng chợ ra chứ chợ mà nó mua cái giá chiều kia bán nữa. Chả nó bán có 1.000 kg. À, cái đó là chung chung kia, chung chung thương. Nó không có chóc mà nó chua, nó à, nước nhiều lắm. Đúng rồi. Cái này hai người chung ăn kia nè. Nó vô vườn nó hỏi coi như có bao nhiêu lấy hết đó kìa. Ừ. Chung 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 bên Thái, chung chung loại 10.000 ký to đúng rồi. Thái nó khác. Chung chung nó ăn nó kệ bỏ là hột luôn hả? Bọc này nó chịu nổi không chú? Chịu nổi. Nổi nổi nó dai lắm. À, sách cái quai nó giãn. Bỏ lên vài bát ra. Nhà cầm cái cân xuống đó.